Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có gặp một cái đơn cục đẩy của một bác trên mạng gửi về nhé. Thì cục đẩy này của bác ấy thì mình thấy bệnh nó rất là ảo, đâm nên mình ngồi mình vẽ lại cái mạch của nó các bạn ạ. Đây này, đây là không phải cục đẩy mà con đây là một con âm ly. Con này của nó là chạy cái nguồn gọi là nguồn âm dương, nó rơi vào tầm 100V ấy. Đây mình đang đây lúc đầu mình vẽ này mình chưa biết được là nó bao nhiêu cả. Đâm ra mình ghi là 40V. Đây là dương 100V nhá. 100V. Và đây là 0V. 0V. 0V nha các bạn nha. 0V. Thì có nghĩa là từ đây đến đây này, chúng ta sẽ được khoảng độ 50V này. Đây sẽ là 50V này. 50V so với điểm 0 này. Và âm 50V so với cái điểm dương 50V này. Đây so với cái điểm 100V này. Cái con này của mình ấy thì mình thấy là cái này. Cái loa của nó ấy là một đầu nối đây này. Một đầu nối đây. Đấy. Và một đầu của nó gì ạ? Một đầu nối vào C nhé. Với một đầu nó nối vào một đầu nối vào C. Với một đầu nó nối vào cái điểm điểm giữa của cái đường nguồn âm dương 100 này các bạn này, điểm giữa này. Tức là cái tuôn tụ lọc này các bạn này. Đấy, nó nắn này, nắn bằng nguồn đơn nhé. Con này không chạy nguồn đôi mà chạy nguồn đơn. Đơn này nó nắn ra điện áp này. Đây là 0V này, đây là 100V, điểm giữa này sẽ 50V này. Đấy. Từ cái điểm giữa này các bạn nhìn này. Cái điểm giữa này nó chính là mát của cái khối này này. Của cái khối dao động này, cái khối kích này. Cái con này thì bác đã thay nát cái con IC ra rồi nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Và đến đây mình cũng vậy nha các bạn nhé. Đó là mình đo thấy mãi mà không thấy cái đường nguồn âm dương 15V này này. Đấy. Nó cứ sai sai mà chạy nó dè, rất là dè nhé. Dè mình thấy rất là sai đâu mình vẽ lại. Thì đây là cái mạch của nó đây. Các bạn thấy ạ. Những cái mát này là những cái mát khác này. Đây này, đây này. Những cái này điểm này là cái điểm mát này là những cái điểm mát này mà là nó chính là đi vào cái chân chân loa nhé, cực C này. Và cái bo công suất này của mình ấy thì cái cực C nó được bắt ra vỏ nhé. Bắt ra vỏ để ăn vào cái mát của máy. Đây này, tức là tín hiệu ra này. Tín hiệu của C được bắt ra vỏ. Đấy. Thế thì tín hiệu ra loa đúng không? Tín hiệu ra loa thì cái tín hiệu đây này, cái tín hiệu ra loa này cũng chính là tín hiệu mát của những cái con này, của những cái con khuếch đại hạch toán này. Nếu mà trường hợp mà chúng ta mà không bắt cái này vào trong vỏ nó nhá thì ngay lập tức tiếng nó sẽ bị dè. Khi chúng ta bắt vào vỏ ấy thì mình sẽ làm cho cái chân này, này được nối vào mát các bạn. Nối vào mát này. Chính là cái chân này này, chân điểm ra loa được nối vào mát. Nối vào mát của máy thì lúc này tiếng nó mới trong được. Bệnh nó rất ảo này. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem thử nha. Tiếng của nó này. Bật trên này. Có nhạc rồi đúng không? Yeah. Mình mở tín hiệu của máy mình đi. Cho nó đâu không bị đánh bản quyền. Đấy bạn thấy không ạ? Tiếng nó bộp 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 này. Khi không cho tín hiệu cho nhỏ nhất này. Vẫn bộp bộp này. Tăng lên này. Vẫn bộp bộp bạn thấy không ạ? Đấy bây giờ chúng ta chỉ cần nối cái thiết bị này lại này. Đây bạn này có tiếng nói đấy. Tiếng nói nhưng mà đang bị bộp bộp. Đây, bây giờ mình sẽ nối lại. Trong quá trình làm video thì mình thấy là có nhiều bạn hỏi mình cũng một trong video chưa ạ? À, mình không có thời gian để trả lời và mình không biết là dành vào cái dịp nào cả. Thế thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thế thì bác này bác cứ gửi à, chọn nghề. Bạn hỏi mình là chọn nghề công tiền hơn hay là chọn ở ngoài hơn? Và cũng có một số bạn hỏi mình là đấy. Học nghề điện tử này thì bắt đầu từ đâu? Trong chưa các bạn thấy không ạ? Tiếp theo nữa là cái gì? Câu hỏi mình là cái tố chất nào để mình. Đấy. Cái con này bác gửi cho mình. Bác mình thấy bác thay nát cái chỗ này rồi này. Cái chỗ con 458 này này. Mà mình cũng tiến hành mình cho thợ bên mình thay hai con rồi. Mà vẫn thấy thế cho mình thấy lạ quá. Mình ngồi vẽ lại cái mạch. Mình phát hiện ra con này nó dùng nguồn đơn nhé. Đây. Dùng nguồn đơn này. Đơn 100V các bạn. Đơn 100V. Cái mát của con này này nó không được nối vào mát của con này, không được nối vào điểm giữa con này đâu nhá. Mà mát con này này nó được bắt vào mát của máy. Mát của máy thì được nối vào cái cực C này, nối vào cái điểm ra đây. Các con sò này không bắt tản nhiệt các bạn. Cực C các con sò sẽ được nối vào vỏ. Đây. Đây là sơ đồ của nó nha các bạn nhá. Ngày mai các bạn nào cần sửa thì nhìn cái sơ đồ này. Đây cái điểm ra loa này được bắt vào vỏ máy này.
Đấy, còn mát của những cái con tầng tầng khuếch đại này cũng được bắt vào mát vỏ này, mát vỏ máy này. Các bạn thấy không? Đây, cái mát này là mát mát này là khác nhá. Mát đây là cái, những cái điểm này là cái điểm vỏ máy đấy, chứ không phải là mát đấy đâu. Đấy. Con này rất là ảo. Và tiếng như là trong veo rồi. Không nói đây chứ. Cho cái khác đi. Video khác đi. Cơm là không được. Các bạn phải chọn cái nơi nào mà đang làm tắt. Đấy, các bạn thấy không? Bạn sẽ được va vấp với nhiều món. Và khi các bạn va vấp rồi ấy. Cái này mình đã từng gặp một lần rồi nhá. À, khi mà các bạn sửa xong bo này mà các bạn không bắt cây này xuống dưới vỏ này là không chạy được luôn. Tiếng coi như là già ù xì ở mầm luôn. Đấy, và nếu mà các bạn muốn tháo cái bo này ra để các bạn sửa ấy, thì các bạn cấp cho mình một cái đường nguồn âm một đường nguồn 100V đây thôi. Cái này này, cái dơ le này của mình này nó cũng ăn nguồn riêng nhé các bạn nhé. Ăn nguồn riêng không liên quan đến với cái nguồn của con này. Đấy. Mát của cái phần kích này thì nó lại chính là mát, chính là cái đường ra loa. Chính là đường ra loa. Các bạn thấy không? Rất phức tạp. Nếu mà các bạn em mai muốn mở ra sửa, các bạn tiến hành hàn cho mình chấu lại. Đấy. Con này làm đầu tiên mình cũng thợ bên mình là lắp cái nguồn âm dương các bạn nhìn này. Bởi vì bác cái gửi cho mình là coi như là độc cái bo này thôi. Đây nguồn âm dương này. Đấy, thợ bên mình là hàn cái dây GD vào điểm giữa này. Tiếng nó réo ầm ầm. Vậy thì không được phép hàn cái chân này vào đâu nhé. Con này dùng nguồn đơn. Và đây là thành quả. Thông minh và không kiên trì các bạn không thể theo được. Có nhiều ban bệnh nó cần có một cái phân tích, có cần đến độ phân tích của các bạn. Nếu các bạn phân tích sai thì đương nhiên các bạn. Ok. Đấy. Chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm làm con bo này. Chúc các bạn làm thành công nhé.